Đi phóng sanh ngoài tự nhiên từ tháng 6 tới nay á, là tháng 12 thì cái bàn chân nó thành như vậy. Dạ. À, những người không ủng hộ em thì nói bàn chân của em nghiệp chướng quá. Dạ. Nói em đi làm mấy việc này nhiều người nói phóng sanh làm gì? Bệnh này lâu chưa? Rồi uống thuốc đi. Dạ. Còn người nhà thì thấy đi phóng sanh chân tay rồi đen đúa nước ăn rồi chạy chỗ tùm lum, do em lăn xả trong tự nhiên quá đó mọi người, là chân chạy chân đứt 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 nhiều lắm, giờ đang lành lại hết rồi, do nhặt rác thải nhựa dưới nước rồi đó, chân em nè coi nè nó banh hết trơn luôn, đúng là nghiệp chướng đúng không quý vị? Bây giờ em sẽ tự tiêu trừ nghiệp chướng của mình nha. Dạ em là tiên cá mà. Em biểu diễn sanh tử cho mọi người coi. Biểu diễn đúng sai không phân biệt. Tốt xấu không phân biệt. Và đây. Em ngâm cái chân này vô nước xà bông và em chà nó. Mảng cục này. Và đây là bàn chân sau khi đã từ bỏ nghiệp chướng. Dạ. Mọi người thấy khác không ạ? À? Thấy chưa? Rồi. Còn vết đứt nào không ạ? À? Vậy thôi. Quý vị ơi, Tuyên là tiên cá chứ không phải là người bình thường nha quý vị. Tôi muốn đẹp là đẹp, xấu là xấu nha quý vị. Muốn thoát khỏi bệnh tật là thoát khỏi bệnh tật nha. Đó. Ngón chân chà vô chanh là bay phèn liền. Móng nè đó. Làm nữa chà kỹ hơn xíu nữa là trắng nõn ngay luôn. Nên việc phóng sanh giải cứu động vật trong tự nhiên nó khó lắm, giống không giống như phóng sanh ở Sài Gòn đâu. Phóng sanh Sài Gòn cứ đặt cá người ta đem ngoài chợ tới rồi thả ra sông, những con cá nuôi, trời ơi những con cá nuôi thả ra sông mình nói gì nữa. Có em đi phóng sanh ở Sài Gòn em thấy có mấy cô phóng sanh mà mười mấy 20 năm luôn á, thấy ghê không quý vị, ngày nào cũng phóng sanh mà nhìn lại cổ phóng sanh cái gì, cổ phóng sanh cá trê, trời đất ơi trời, cá trê nó sống trong ao trong ruộng mà cổ phóng sanh ra sông rồi nó ăn mấy cái con ngoài tự nhiên, coi như mười mấy 20 năm nay tàn là tạo nghiệp không chứ có phải là tạo phước đâu trời, phóng sanh sai cách là tạo nghiệp, vô ý tạo nghiệp thì không có phước mà không có tội luôn. Dạ bởi vì người ta có tâm tốt người ta làm nhưng mà người ta sẽ không có phước cũng không có tội, nhưng mà lại tạo nghiệp với tự nhiên, tạo nghiệp cho mấy cái anh chích điện á, tại mấy cái cá chê rồi nó đâu có lặn sâu dưới nước đâu, nó đâu giống như cá chép đâu, thế là bị chích điện. Còn cá chép mà thả ra sông cũng không được. Cá sấy chép là sống ở nước sâu. Nhưng mà cá chép nuôi ở chợ nó quen người rồi. Nó không có sống nước sâu. Nó thấy người nó mừng lắm. Là thế là ăn chích điện. Nên khuyên mọi người phóng sanh. Ở Sài Gòn phóng sanh cá con là tốt nhất. Dạ, đừng phóng sanh cá lớn. Phóng sanh cá lớn nó ngu lắm mà nó không có kỹ năng sống rồi tự nhiên đâu ra nó bị mấy anh chích điện chết hết cũng vậy.